mình đó. Sao vậy? Sao không chơi là bóng quang như vậy? Đá bụng hả? Chơi đá bụng hả em? Bà đi pha sữa lấy trái cây mình đang nghe. Uống sữa em trái cây nha. Được không? Ok không? Từ để bà đi rửa trái cây nha. Bà rửa trái cây sạch sẽ lên nha ăn nha. Cái mặn trứng nha. Ăn cho con. Cho con. Từ từ ạ. Ngon quá, ngon quá đi. Ngon không? Ừ. Ngon không? Ngon quá mà. Ngon quá mà. Nè, táo này. Màu hả? Thích ăn màu hả? Đây, cái con táo này. Ngon quá, ngon quá, ngon quá, ôm đi luôn đi. Ngồi xuống mà cho bóng. Em xả lùm lum. Ôm này, ôm mình lên bố, ôm này, đó,
Ngon không? Chút nữa. Thật chưa? Chưa rồi. Sao chưa? No rồi nha. Rồi lại đằng kia chơi cho bà rửa chén nghe chưa? Nghe không? Linh Đan nghe không? Chơi ngon cho bà rửa chén nghe. Nè. Đúng rồi.